Hello, xin chào tất cả mọi người, xin chào đại gia đình YouTube, xin chào đại gia đình Facebook. Cửa hàng nhạc cụ Trần Liêm buổi chiều ngày hôm nay ngày 27 tháng 11, rất vui khi lại được tiếp tục khui SX600 để gửi về cho anh Phạm Vinh. Anh Phạm Vinh anh ở Liên Chiểu của Đà Nẵng với số điện thoại đuôi của anh là 4505. Team Trần Liêm cảm ơn anh rất là nhiều đã tin tưởng ủng hộ cửa hàng Trần Liêm. Mặc dù là Trần Liêm ở trong Sài Gòn, ở Đà Nẵng, ảnh xa xôi như vậy nhưng mà ảnh vẫn tin tưởng. Ảnh cọc Trần Liêm 3 triệu đồng rồi, còn lại là 15 triệu. Cây đàn SX600 đầy đủ phụ kiện, bao da, chân đàn, USB. Và trong tháng 11 Trần Liêm hỗ trợ miễn phí ship 100% chảnh luôn. Thì ảnh cọc 3 triệu, còn 15 triệu. Sau khi nhận nhận hàng xong ảnh khui ra, được quyền khui ra nha. Khui ra, kiểm tra mọi thứ ok hết rồi mới thanh toán 15 triệu đồng cho shipper. Tại cửa hàng Trần Liêm mọi thứ nó phải rõ ràng, phải minh bạch và đặc biệt rất fair play với khách hàng. Trần Liêm không bao giờ chơi điểu khách hàng nha mọi người. Nếu mà có những cái trường hợp mà bất khả kháng nó xảy ra, như mà trong quá trình vận chuyển nó bị hư hỏng hoặc là nó bị gì đó, thì Trần Liêm sẽ chịu trách nhiệm. Tại vì mọi người bỏ như tiền mọi người 18 triệu là cái số tiền đối với trong cái thời điểm hiện tại không có nhỏ đâu mọi người ha. Thì cảm ơn anh khách hàng rất là nhiều đã tin tưởng, thì mọi thứ Trần Liêm sẽ chịu cho mọi người hết luôn. Rồi, phí ship từ đây về Đà Nẵng là 250 đến 300 ngàn miễn phí ship. Rồi, ngày hôm nay Trần Liêm sẽ cho mọi người quay một vòng em siêu mẫu FX600 cho mọi người ha. Đó. Rồi, Trần Liêm sẽ quay cận cảnh cái số series cho mọi người xem. Rồi, số series của nó là EBL01221. Năm sản xuất đó là năm 2024. Tem chống giả của Bộ Công an. Đó, hàng mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện. Và bây giờ thì Trần Liêm sẽ tiến hành khui em nó ra, sau đó cài Samler V24 vào để cho anh Vinh về chỉ việc chơi thôi, khỏi cần phải cài đặt, khỏi cần phải tốn tiền mua dữ liệu. Còn đối với anh chị em nào đang xài SX600, mua hàng ở những cửa hàng khác mà muốn có dữ liệu hay thì liên hệ với Trần Liêm. Samler V24 dành cho SX600, giá của nó là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng thôi là có được bộ dữ liệu hay. Đó. Mọi người cũng tính đâu đó cũng vậy à, nhiều anh chị em muốn mua chỗ khác rẻ hơn 500 nhưng mà quay lại mua dữ liệu 1 triệu. Tính ra là kiểu gì cũng 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 phải bị thiệt thòi xíu, trong khi mua ở Trần Liêm thì nó mọi thứ ok hết. Rồi, chính xác ha. EBL01221 nè. Tem chống giả của Bộ Công an nè. Số phiếu hành IMVN 0387184. Ok. Ngày hôm nay là ngày 27 tháng 11 thì cửa hàng Trần Liêm sẽ ghi dự kiến là tầm thêm cho 5 ngày nữa anh nhận được hàng đi, thì ghi ngày mua của anh là ngày 2 tháng 12 nha. Rồi, phía trong đàn nè mọi người. Đó. Đàn thì bao gồm là giá đĩa sách nè. Đó, giá đĩa sách. Rồi, ở đây là cục nguồn. Bên đây thì chúng ta sẽ có dây nguồn về anh Vinh cắm vô dùm Trần Liêm nha. Trần Liêm là chỉ là lấy cục nguồn của Trần Liêm thôi, cục nguồn mới của ảnh 100% thì để đây, Trần Liêm không có sử dụng tới. Rồi, bây giờ Trần Liêm sẽ khui nó lên. Người chờ xíu nha. Hôm nay có mình Trần Liêm làm mà nên nó hơi lụp chụp một xíu. Rồi, lát bỏ đàn vô bao da luôn, nó thêm một lớp bảo vệ nữa. Đó, Trần Liêm khui ra và chĩa luôn cái số series cho mọi người xem. Đây, đây cái số series của nó đây. Đây ha. Đó, 1221 chính xác nha mọi người. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ quay lại sau đó cắm điện lên. Rồi. Mua đồ mới an tâm sử dụng mọi người. Giá nó rất là tốt, chỉ có 18 triệu thôi, sở hữu được một cây đàn USB đọc trực tiếp, dữ liệu đa dạng phong phú. Và Yamaha thì mọi người biết rồi, nó mang tính kế thừa. Mọi người chờ xíu nha, để Trần Liên cắm điện nha. Rồi, đây là cái USB dữ liệu ha. Đó, đang khởi động xong rồi, Trần Liêm sẽ kiểm tra phím nè.
Ok. Rồi cho nên sẽ cắm điện, cắm USB vô để xuất cái file info, rồi để cắm vô máy tính để xuất ra cái file cài đặt. Đó. Nói không, mọi người thấy không, cái dòng này nè, cái dòng đó là dòng mà để xuất file cài ra đó, enter. Ok. Ok. Rồi như vậy là xong nha, Trần Liên hẹn, Trần Liên sẽ hẹn gặp lại mọi người xíu nữa nha. Rồi mọi người, cái file Sampler đã được đưa vào trong cái USB. Bây giờ thì Trần Liêm sẽ tiến hành cắm nó vào trong cây SX600. Mọi người thông cảm, Trần Liêm là cái micro cho nó bị tắt nguồn rồi, do đó Trần Liêm phải ghi âm lại cho mọi người thông cảm nha. Đó, giờ đây là những cái bước tiến hành cài Sampler. Thì cái anh Vinh thì cái file cài ở trong cái USB là tên là Phạm Vinh nha. Đó, Phạm Vinh SX600 V24. Đó, Trần Liêm cài đầy đủ hết rồi. À, để tránh mất thời gian của mọi người thì Trần Liêm sẽ tua qua nhanh chút này nha. Nó thì dữ liệu đã được chép vô sẵn rồi ha. Đó, cha cha. Rồi Rumba, ba, mọi thứ nó ok hết rồi. Bây giờ quay lại nè. Đó, Bolero, YouTube đồ đó. Sẵn sàng hết rồi. Băng tiếng thì đầy đủ. Vô băng tiếng dân ca nè, có đầy đủ hết rồi đó. Bu La Vi, đây là cái tiếng guitar phòng trà. Đó. Rumba, mà muốn nhiều hơn nữa thì mọi người qua những cái thư mục khác, DJ, remix, vân vân, rất là sung. Ví dụ như cái disco Trần Liêm nè, nó rất là sung ha. Mấy điệu này ra vàng cực hay, còn ở trong đàn thì cái bass nó mạnh, mọi người dặn vừa vừa thôi, mọi người đừng dặn lớn quá nó sẽ bị rè loa. Nó disco thí nga, remix, vina house. Đó. Rồi, ok, quay lại băng tiếng dân ca trên sáu bầu rồi đã chép đầy đủ hết. Sáu bầu chin đàn cò dưới sến. Rồi ok, mọi thứ đã được cài hết. Thì cái video hướng dẫn cách sử dụng, chọn style sao, chọn voice sao, chọn băng tiếng sao, trên YouTube có hết. Bây giờ thì Trần Liêm sẽ tiến hành đóng gói để gửi về cho anh Vinh. Trần Liêm cảm ơn anh Vinh, cảm ơn mọi người theo dõi tới giờ phút này. Bây giờ mời mọi người theo dõi quá trình đóng gói nha.
Rồi như vậy thì team Trường Liêm đã tiến hành đóng gói xong cây ES600 mới 100% để gửi về cho anh Vinh ở Liên Chiểu, Đà Nẵng với số điện thoại đuôi của anh là 4505. Team Trường Liêm cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Cảm ơn anh đã tin tưởng cọc trước 3 triệu đồng, còn 15 triệu sẽ thanh toán với nhân viên giao hàng. Cảm ơn mọi người theo dõi video. Nếu như mọi người muốn mua những cái sản phẩm cũ, những sản phẩm mới, liên hệ ngay với Trần Liêm. Hiện tại Trần Liêm xin báo giá lại, cuối trong tháng 11 này Trần Liêm là hỗ trợ miễn phí vận chuyển 100% dành cho ES600, ES720 và ES920. Hàng hóa bên Trần Liêm có sẵn hàng cho mọi người luôn. ES600 trọn bộ 18 triệu, ES720 trọn bộ 30 triệu, ES920 trọn bộ 40 triệu, miễn phí ship toàn quốc. Cảm ơn mọi người theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.